U23 lít bia tươi để uống mừng Noel và năm mới. Chúng ta sẽ nếm thử cái chai bia của chúng ta xem nó có hương vị như thế nào sau 3 tuần uống bia các bạn nhé. Khá là nhiều bọt. Bây giờ chúng ta sẽ uống thử một cụm bia. Bia này khá là nhẹ độ. Nó gần giống như cái hương vị của bia Heineken nhưng mà nó nhẹ hơn một chút, thôi một chút cái vị đường còn lại trong bia. Nếu chúng ta mà ủ thêm khoảng 2 tuần nữa thì có lẽ là ngon hơn.